tại một trạm thí nghiệm ở Bắc Cực, các nhà khoa học đang nghiên cứu các loại băng. Đây là lần đầu tiên Jackson một mình tiến hành khoan băng lấy mẫu. Thế nhưng anh ta không ngờ rằng lần đầu tiên của mình lại gây họa. Tảng băng bị nứt làm đôi, chiếc máy khoan cũng vì thế mà bị rơi luôn xuống vực. Giáo sư Jack vì tiếc các mẫu băng nên đã cố nhảy qua vết nứt để lấy chúng. Hai khối băng lớn dần đẩy ra xa nhau, Jack bị rơi xuống khe nứt. Rất may là anh ta vẫn bình an vô sự. Một thời gian ngắn sau, tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về sự ấm lên toàn cầu ở New Delhi, Jack đã trình bày luận điểm về sự biến đổi khí hậu nóng lên toàn cầu sẽ đưa trái đất chúng ta đến kỷ băng hà. Mặc dù anh ta đã trình bày lý do, nhưng với dự đoán rằng 100 hay 1.000 năm nữa, kỷ băng hà mới xảy ra. Phó Tổng thống Mỹ và những người khác tại hội nghị đều tỏ ra rừng rưng. Họ cho rằng hành động từ bây giờ sẽ ảnh hưởng tới phát triển kinh tế. Thế nhưng điều đó lại gây chú ý với giáo sư Terry ở Trung tâm Nghiên cứu Khí hậu Headland. Ông ta gặp Jack sau buổi tọa đàm để trao đổi thêm. Một thời gian ngắn sau, hàng loạt các thiên tai bất ngờ xảy ra. Nhiệt độ nước biển Scotland giảm đi nhanh chóng. Ở Tokyo, một trận mưa đá xảy ra to tới mức làm rất nhiều người chết. Ngay cả hình ảnh vệ tinh theo dõi từ trên cao của một trạm quan sát bên ngoài trái đất cũng cho thấy có rất nhiều siêu bão sẽ xảy ra. Jack luôn vùi mình vào những công trình nghiên cứu. Jack đi xa nhà hàng tháng liền và hầu như không có thời gian dành cho Sam, cậu con trai duy nhất của mình. Anh hứa với vợ mình là Lucy rằng hôm nay sẽ đưa con trai ra sân bay để đến New York tham dự một cuộc thi về kiến thức tổng hợp. Nhưng xém chút, Jack quên mất. Cùng tham gia với Sam còn có Brian và Laura. Họ đã xuất sắc vượt qua vòng 1. Nụ cười tỏa nắng của Laura không chỉ làm rung động Sam mà còn cả cậu bạn CD của đội chủ nhà. Tối muộn, Jack bị đánh thức bởi cuộc gọi của giáo sư Terry. Ông ta nghĩ rằng những dự đoán của Jack tại hội nghị khoa học lần trước sắp thành sự thật. Theo ghi nhận từ Trung tâm Giám sát Khí hậu, nhiệt độ bề mặt của một vài vùng biển đang giảm đi nhanh chóng. Lúc này tại Los Angeles, những cơn lốc xoáy khổng lồ đang xé toang thành phố. Chúng đánh sập hết các tòa nhà, hất tung xe cộ chạy trên đường. Ngay cả phóng viên hiện trường cũng đã tử nạn trên đường tác nghiệp. Trước tình hình nguy cấp, nhận thấy mô hình dự đoán của Jack là phương án khả thi nhất lúc này. Janet, một nhân viên chuyên về bão của NASA đã tham gia nghiên cứu của anh ta. Jack không ăn không ngủ, vùi đầu vào nghiên cứu. Cuối cùng thì anh ta cũng tìm ra kết quả. Chỉ trong 6 đến 8 tuần nữa, con người sẽ đối mặt với sự thay đổi khí hậu tồi tệ nhất. Jack gọi cho Sam, yêu cầu con trai phải quay về nhà ngay lập tức. Nhưng lúc này cậu ta vẫn chưa hình dung được điều tồi tệ gì sẽ xảy đến. Chỉ chăm chăm canh chừng Laura, sợ cậu bạn CD mới quen cướp mất. Jack mang kết quả vừa có được đến gặp Phó Tổng thống yêu cầu ông ấy cho di dời người dân, đặc biệt là những cư dân phía Bắc nước Mỹ. Thế nhưng anh ta chỉ nhận được sự phớt lờ thờ ơ của ông ấy. Jack bất lực quay về. Đối đó, Jack lại nhận được cuộc gọi của giáo sư Terry. Tình hình lúc nãy đã tệ đi rất nhiều. Cách đó 3 tiếng, trực thăng đã bị rơi trong lãnh thổ của Scotland vì nhiên liệu trong các ống dẫn đã bị đông cứng. Nhiệt độ đã giảm đột ngột và xuống tới âm 80 độ. Ngay lập tức, họ theo dõi vệ tinh ở Scotland và phát hiện hình dạng của một cơn bão, nhưng nó lại hình thành trên đất liền. Ở New York, mưa dai dẳng 3 ngày liên tiếp, nước ngập hết các con phố. Nhóm của Sam sau khi được cậu bạn GD cho ở nhờ thì giờ họ phải quay về nhà. Mực nước ngày càng dâng cao và sắp ngập kín cửa của taxi trên đường. Rara không may bị thương lúc di chuyển. Sau đó, cô bỗng nhìn thấy hai mẹ con người Pháp đang mắc kẹt trong xe. Rara liền quay lại giúp họ phiên dịch để nhân viên cảnh sát đưa họ ra ngoài. Mọi người vẫn đang hối hả lội nước di chuyển trên đường mà không hề biết rằng một cơn sóng thần đang lao thẳng vào New York. Đứng đợi Laura, Sam bỗng thấy dòng nước cuồn cuộn đang chạy về phía họ. Không kịp suy nghĩ, anh chạy thẳng về phía cô bạn của mình. Rất may là hai người đã kịp chạy vào thư viện gần đó để né dòng nước. Nhưng tất cả điều đó mới chỉ là sự khởi đầu. Sau khi phân tích dữ liệu, giáo sư Terry gửi về từ Trung tâm Nghiên cứu Khí hậu Headland. Jack biết rằng không phải là 6 đến 8 tuần, mà chỉ sau 7 đến 10 ngày nữa, khi các cơn bão tan đi, họ sẽ bước vào một kỷ băng hà mới. Lúc này Lucy vì quá lo lắng cũng đã chạy tới tìm Jack. Họ nhận được cuộc gọi của Sam. Jack dặn con trai không được phép di chuyển và cố gắng tìm thứ gì đó sưởi ấm chờ cơn bão qua. Anh sẽ đến đón Sam nhanh nhất có thể. Thế nhưng chưa kịp nói xong thì căn hầm đã bị ngập nước. Sam trở nên run lẩy bẩy. Cô bạn Laura đã lấy thân mình để giúp Sam sưởi ấm. Tình hình đã rất nguy cấp. Jack được yêu cầu sẽ trực tiếp giải quyết kết quả dự báo với Tổng thống trước khi lên đường đến New York. Phương án anh đưa ra lúc này là di tản toàn bộ khu dân cư miền Nam. Còn với những cư dân miền Bắc, e là đã quá muộn. Nếu bước ra ngoài sẽ bị tông đá ngay lập tức. Giờ chỉ còn cách cố thủ trong nhà và cầu nguyện chờ cơn bão qua đi. Dù cho Phó Tổng thống vẫn cương quyết phản đối ý kiến của Jack, thì Tổng thống vẫn thông qua. Bây giờ an toàn của mọi người là trên hết. Ở Thư viện Quốc gia, lúc này mọi người đang chuẩn bị rời đi. Sẽ cực kỳ rủi ro nếu họ bị mắc kẹt ở đây mà không có thức ăn và thuốc men. Mặc cho Sam cố giải thích rằng bố mình là một nhà khí tượng học đang làm việc cho chính phủ. Ông ấy khuyên mọi người nên ở trong thư viện và cố tìm cách sưởi ấm. Không ai nghe Sam nói cả. Cậu ta đứng bất lực nhìn đoàn người rời đi. Sam tập trung những người còn lại tại phòng có lò sưởi. Họ bắt đầu thu gom sách và đốt chúng lên để sưởi ấm.
cũng như thu gom thức ăn dự trữ. Không thể để Jack đến New York cứu con một mình, hai người đồng nghiệp là Frank và Jason cũng đã đi theo để hỗ trợ anh. Thế nhưng ngoài trời tuyết rơi càng lúc càng dày, họ đành bỏ xe và bắt đầu đi bộ. Trong lúc mọi người đang đi bộ, trên mái của một trung tâm thương mại, tấm kính không đỡ được sức nặng khiến Frank cùng hành lý bị rơi xuống dưới. Anh ta quyết định cắt dây hy sinh thân mình để giữ an toàn cho Jason và Jack. Hai người đã lặng đi vì giây phút đó, nhưng không còn cách nào khác, họ đành tiếp tục hành trình của mình. Lúc này vết thương trong lúc lội nước của Laura đã bị nhiễm trùng, cô bị sốt và cần có thuốc để điều trị, nếu không sẽ không thể bảo toàn tính mạng. Không còn nhiều thời gian, Sam quyết định lên con tàu bị trôi dạt vào thành phố, theo cơn sóng thần gần đó để tìm thuốc. Brent và Zidi cũng quyết định đi theo cùng. Không may là bọn họ bị lũ sói tấn công. Zidi đã bị cắn vào chân. Sam quan sát ngoài trời và nghĩ họ đang ở trung tâm bão, cần phải quay trở về ngay lập tức. Cậu đánh lạc hướng bọn sói để giải vây cho mọi người. Cả ba nhờ đó đã thoát khỏi nanh vuốt của lũ sói khát máu. Mọi thứ lúc này ngoài trời đã bắt đầu đóng băng một cách nhanh chóng. Sam và Ryan cố đưa Zidi bị thương quay trở về thư viện ngay trước khi thảm họa xảy ra. Jack cũng kịp đẩy Jason đang ngất xỉu vì quá sức xuống ống thông gió để tránh tâm bão. Vài giờ sau, tâm bão đã đi qua, Jack lại tiếp tục lên đường tìm con trai. Lúc này bên ngoài đã có rất nhiều người đông cứng chết bên đường đang bị tuyết bao phủ. Jason nghĩ cơ hội của Sam lúc này rất mong manh, nhưng còn nước còn tát, Jack vẫn kiên định thực hiện lời hứa sẽ đến cứu con trai mình. Cơn bão đã tan, trước mắt họ, thành phố New York bị bao phủ một màu trắng xóa. Chưa bao giờ họ lại đứng gần tượng nữ thần tự do đến như thế. Cuối cùng, Jack cũng tìm thấy con trai. Nhờ ngọn lửa từ đống sách khổng lồ mà mọi người vẫn bình an, không chỉ một mà rất nhiều người dân phương Bắc đã an toàn vượt qua kỳ băng hà này. Chuyến đi đáng nhớ đã giúp Sam nhận ra tình yêu bao la của cha và có được cảm tình của Laura. Trực thăng sau đó cũng xuất hiện và giải cứu bọn họ. Bộ phim đến đây là hết rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng mình rất mong nhận được những ý kiến đóng góp cũng như quan điểm của quý vị bên dưới phần bình luận. Và đừng quên dành tặng cho chúng tớ một nút like, share, subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.